đi làm về, nghe thông tin ôi bộn bề, con corona tràn về, hãy đến bao nhân dân các nước bên kia. Bên đây Việt Nam ta đã chuẩn bị, từ trung ương cho tới hết các tỉnh lỵ, cùng quyết tâm cho Covid liệt vị, từ phút đầu tiên nó đến nước ta. Sắc màu là chưa có buông tha, cẩn thận phòng xa ta sẽ thắng, lệnh của Thủ tướng đã ban ra, chỉ cần toàn dân ta nhất trí, quét hết giặc Covid đi, quét hết đi. Yeah, yeah. Chỉ cần thực hiện cho nghiêm khuyến cáo của Bộ, rửa tay mỗi lúc mang khẩu trang khi ra đường, người Việt ở muôn phương yêu quê hương muốn trở về, thì hãy nhớ khai thật rõ những lịch trình, không cho cô. Hôm qua tôi đi làm về, nghe thông tin ôi bộn bề, con corona tràn về, hãy đến bao nhân dân các nước bên kia. Bên đây Việt Nam ta đã chuẩn bị, từ trung ương cho tới hết các tỉnh lỵ, cùng quyết tâm cho Covid liệt vị, từ phút đầu tiên nó đến nước ta. Màu là chưa có buông tha, cẩn thận phòng xa ta sẽ thắng, lệnh của Thủ tướng đã ban ra, chỉ cần toàn dân ta nhất trí, quét hết giặc Covid đi, quét hết đi. Yeah, yeah. Chỉ cần thực hiện cho nghiêm khuyến cáo của Bộ, rửa tay mỗi lúc mang khẩu trang khi ra đường, người Việt ở muôn phương yêu quê hương muốn trở về, thì hãy nhớ khai thật rõ những lịch trình, không cho cô ru. Hôm qua tôi đi làm về, nghe thông tin ôi bộn bề, con corona tràn về, hãy đến bao nhân dân các nước bên kia. Bên đây Việt Nam ta đã chuẩn bị, từ trung ương cho tới hết các tỉnh lỵ, cùng quyết tâm cho Covid liệt vị, từ phút đầu tiên nó đến nước ta. Sắc màu là chưa có buông tha, cẩn thận phòng xa ta sẽ thắng, lệnh của Thủ tướng đã ban ra, chỉ cần toàn dân ta nhất trí, quét hết giặc Covid đi, quét hết đi. Yeah, yeah. Chỉ cần thực hiện cho nghiêm khuyến cáo của Bộ, rửa tay mỗi lúc mang khẩu trang khi ra đường, người Việt ở muôn phương yêu quê hương muốn trở về, thì hãy nhớ khai thật rõ những đi làm về, nghe thông tin ôi bộn bề, con corona tràn về, hãy đến bao nhân dân các nước bên kia. Bên đây Việt Nam ta đã chuẩn bị, từ trung ương cho tới hết các tỉnh lỵ, cùng quyết tâm cho Covid liệt vị, từ phút đầu tiên nó đến nước ta.
tập vào là chiếc có buông tha, cẩn thận phòng xa ta sẽ thắng, lệnh của thủ tướng đã ban ra, chỉ cần toàn dân ta nhất trí quét hết giặc Covid đi, quét hết đi, yeah yeah, chỉ cần thực hiện cho nghiêm khuyến cáo của bộ, rửa tay mỗi lúc mang khẩu trang khi ra đường, người Việt ở muôn phương yêu quê hương muốn trở về thì hãy nhớ khai thật rõ những lịch trình không cho cô ru. Hôm qua tôi đi làm về, nghe thông tin ôi bộn bề, con corona tràn về, hại đến bao nhân dân các nước bên kia. Bên đây Việt Nam ta đã chuẩn bị, từ trung ương cho tới hết các tỉnh lỵ, cùng quyết tâm cho Covid liệt vị, từ phút đầu tiên nó đến nước ta. Sắp vào là chưa có buông tha, cẩn thận phòng xa ta sẽ thắng, lệnh của thủ tướng đã ban ra, chỉ cần toàn dân ta nhất trí quét hết giặc Covid đi, quét hết đi, yeah yeah, chỉ cần thực hiện cho nghiêm khuyến cáo của bộ, rửa tay mỗi lúc mang khẩu trang khi ra đường, người Việt ở muôn phương yêu quê hương muốn trở về